Hồi sáng giờ á, trời mưa quá trời mưa luôn. Ở giờ á, gia ông anh hai mình bắt hai con vịt để mình luộc sả. Mấy anh em làm lương xương nghe cả nhà. Ôi chào cả nhà. Alo, chào cả nhà. Dạo này không biết làm sao á cả nhà, mà mưa gì mà liên tục. Mưa từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, từ tối tới sáng. Cái nhà coi là nước mà nó không có kịp khô ở ngoài đường luôn á. Hồi nữa mình sẽ nhậu ở trại của anh Việt luôn cả nhà. Ông anh hai, chú bác ruột của lúa. Đây. Lúc trước anh Việt ổng nuôi bò, bây giờ nuôi bò cũng không có ăn nên anh nghỉ rồi cả nhà. Giờ làm rẫy rồi. Đây là cái máy xới nè cả nhà. Cả nhà biết máy này không? Nếu mà cả nhà không biết thì lúa nói sơ sơ nha. Cái máy này nó chạy mấy cái bánh xới nè, chạy cái nó dựng dựng mấy cái bánh xới lên, đánh bánh xới lên cái đất nó xốp á, nó tơi lên để mình trồng đồ nó tốt á cả nhà, giống cải tạo đất á đó. Mấy cái bánh này nè, cái máy này là cái máy từ thời ông cố của ông nội của lúa để lại luôn á. Phải cái sườn này không anh hai? Đổ lại ha. À, đời của ông cố lúa rồi truyền cho bác của lúa rồi truyền cho ba lúa rồi bây giờ ra truyền cho anh hai. Anh hai mình lại nhà anh hai nhậu. Thôi cái mít bé lớn mà để trái dưới ta. Cho anh trái chơi vậy mà. Hai con vịt cơ nha. À, mình luộc sả. Ơi nước chè anh hai ơi. Ở đây ở trong đồng á cả nhà, nhưng mà mình vẫn xài nước cây nha, đi đường ống vô tới trong trong này luôn. Thì trại của mình hồi trước á, đằng này nhà của mình trong kia chút, ngoài này thì nhà trại của anh hai ngoài vàng đường. Chiều chiều nay lúa dưới ba sông rủ anh hai làm lương xương. Hôm nay mình mua con vịt mà trúng con vịt cò cả nhà. Con này con cò thiệt luôn chứ con vịt gì nữa hai. Nói gì thôi chứ con vịt này á là con vịt cò cả nhà, chứ không phải con cò nha. Tại cái giống nó là nhỏ con vậy đó, nhưng mà đẻ trứng ghê lắm, đẻ quanh năm suốt tháng luôn á. Cái giống này hình như bây giờ là ta ưa chuộng hả anh hai? Dạ, giờ vịt này không à, làm như nó đẻ mạnh ha. Không à, có 3 tháng mấy đẻ rồi. Vịt kia nuôi lâu đẻ, vịt này nuôi 3 tháng mà đẻ 3 giai nữa, để bền nữa chứ không phải như vịt kia cả nhà. Đẻ chừng nào mà nó rụng lông thì thôi đó, lập lông lại nó đẻ tiếp nữa. Hồi xưa trước lúc làm kênh lúa cũng nuôi vịt này nè cả nhà, chạy đồng vịt đó với cha vợ nuôi vịt cũng hay ham lắm. Nếu mà ai đã từng nuôi vịt chạy đồng rồi sẽ ham lắm. Ví dụ như mà hột hột vịt có giá ha, với đồng mà có mồi có đồ ăn rồi lùa lên đồng cả nhà, sáng cái lụm tiền. Còn khi nào mà giá hộp không có bắt đầu sáng cái lỗ, sáng lỗ tự động lỗ gì đó. Kêu khi nào có giá thì cao thì có lời, không có giá là thôi. Ông bà già xưa người ta thường nói có câu muốn nghèo thì muốn giàu thì nuôi heo, muốn nghèo gì muốn giàu nuôi cá hả? muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt. Nhưng mà làm gì làm ai muốn nghèo, tại không có giá thôi chứ. Rồi mần xong cái mình luộc nha, luộc sả cả nha. Bữa nay mình cố tình chặt miếng bự bự mình ăn cho nó đã anh ha, chứ vịt này mà chặt miếng nhỏ nhỏ có đâu anh. Vịt này mình mua của ông chú hàng xóm á, 60.000 một con. Nó mua thùng bia nữa, mấy anh em làm lương xương buổi chiều. Bữa nay tính xịt thuốc, mưa không có đi xịt được. Rồi, mình lục nha cả nhà. Đó. 2 con.
ngon. Nhiều lắm. Dạ. Thêm đường, ngọt, muối vô, vô trước cái đi tính. Để xả vô sau, để tính thác đậm. Cái này mà mình đúng ra mình lục nước dừa mới ngon đúng không? Ừ. Cái này không có dừa cả nhà, trời mưa mà gió rồi. Mít thì nhóc chơi nhưng dừa không có. Khoảng năm nữa đi, dừa mình bao năm mình nấu bằng nước dừa hết luôn á. Ok, rau mình để vô cho nó ngọt nước. Mình làm bỏi luôn cũng được. Đủ thứ. Giống mà nấu canh vậy ha. Ngọt chứ lắm ngọt à. Rau mới mà. Chưa có hột luôn ha. Rau non. Hồi thịt nó còn chín thì mình hơi hở vô ha. Mẹ với rau này mau chín. Nóng cũng dữ lắm mà nghe. Rau này ăn mát. Xả đập không xong hết, để nguyên xong. Xả đập chứ. Đập cho nó mùi ha. Rồi. Xôi xong. Xôi lắm rồi. Đậu đấy ba cái gì quên tiêu rồi. Bị đau. Rồi. Để giờ nấu canh hay xong. Nấu canh xả hay xong. Canh xả. Để này vô hầm. Này mà nước này mà chan cơm á. À, nước này lẩu ngon hết xong. Chúng ta nấu canh vịt cả nhà. Kiểu như hầm á. Này kêu bằng hầm bí đao. Vịt hầm bí đao. Ừ. Có tên ngặt ta. Ừ, ta hầm cho đủ, mình hầm bí đao. Này nó ngọt. À, vậy là chín là dọn chén cả nhà. Quất đó, vậy là chín xong là lên mình quất. Phành phành vô. Mưa hoài không có đi. Làm ăn gì được hết. Mưa từ sáng đến chiều. Là ông thương mình, ông giúp mình không biết. Ngồi không mà. Mồi chín mồi chín. Hồi nãy đi mất mưa ướt cái thùng đó. Nó sạc cái lấy cái bọc để vô luôn. Có cái gì để cái dế. Có dế. Lấy cái dế. Ờ, bằng sao ta? Kéo cắt cho hay xong. Kéo cắt. Mình phải lót hồi nó dính là cái lọ. Chà việc mình xịt máy xịt từ máy cắt rồi đủ thứ. Đông mà. Đó. Có điện khá không? Dữ lắm dài rồi sao? Có bí đao cũng mang luôn. Nó cũng mập mày ơi. Nó săn lại. Nó săn lại. Ai mình ăn hết con đó cái mình ai các con kia để họ nó nguội. Chút xíu cái gì mà phải ăn chút xíu mình để anh biết thêm. Rồi. Cái thớt không? Nóng xong. Thì kéo một cắt kéo bé. Được không? Sao mà không đợi. Kéo cái quýt là mà. Thôi tiền làm sáo lại ha, cắm kéo trong đi. Ừ. Được không? Được. Kéo ngon dữ ta. À, kéo gì lớn bé. Xả nãy tính đập dập dập nhưng mà mình cắt cái luôn cả nha. Thấy không? Dập dập ha. Bự đi xong rồi. Cạp nó đã xong rồi. Cái này mà lạnh lạnh mà ủa gặp cái này nóng nóng nữa là đúng đời ha. Trời ơi. Ừ vậy đó mình cắt làm bốn. Làm bốn luôn hả? Ừ, làm bốn bự lắm. Xẻ vậy nè. Ừ xẻ vậy đó. Ừ mà chừa cái lại cái đùi cho cầm cho nó cầm dễ. Một câu riêng nha. Cái lên cái được rồi. Ừ. Cái đít cái nữa. Đó bự gì đó. Đó. Quay im. Vậy đi ha. Ừ, ừ vậy đi. Bự bự nha. Nó sướng.
ngon lắm á cả nhà, đừng có giỡn cái vịt này nha. Vịt này thơm lắm trời. Cả nhà mà ăn vịt này rồi ha, là ăn cho vịt trắng lại là không có ngon bằng đâu nha. Thịt nó thơm hơn nhiều, nó dai nữa. Ui, kéo bén thiệt ui. Kéo xịn mà. Trời bụng kêu trời. Bụng ai, bụng ai. Thơm mà. Bụng lúa. Thơm mà chị không làm sao nói. Bụng ai vậy, bụng ai vậy. Bụng lúa. À, anh em mình nhập tiệc nha. Ờ, nhập tiệc thôi. Hey, mời cả nhà luôn nha. Ăn chanh đi. Được sướng. Em ăn chanh. Để ra đây đi. Chanh không hộp luôn hay gì thầy? Chanh nữ. Chanh giấy á. Cái mùi này nè. Giống giống nước chấm của mấy cái người chuyên nghiệp dữ lắm luôn. Cả nhà coi nè. Ơi nó đã. Bước đời ha. Thôi giờ vô nè. Mời cả nhà ăn nhé. 1, 2, 3 vô. Mời cả nhà luôn nha. Hôm nay mưa gió anh em không có đi bắt được cả nhà, giờ bắt hai con vịt cho nó chắc. Mời đi. Mười cái chứ. Bốn cái đùi không? Để chứ làm trước đi. Bốn cái đùi ai làm trước thằng chú chứ hả làm. Ăn miếng bí đao rồi. Nó mùi. Mời cả nhà cái đùi con gà vịt nha. Ngọt. Ngon chưa đủ nhiều. Ngon hơn. Bí đao này phải có anh mới anh bắp nó chắc đúng đời luôn. Mềm quá. Không cho mình lột lâu mà. Mới đau nè. Mới đau mau mềm lắm. Mà cái này làm trước cái này cái kia. Tiêm rồi hả? Cái tiêm mùa đông. Vô. 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 Uống bia đi cho nó đỡ mệt. Ừ. Uống rượu nó mệt lắm. Hai bữa em đi xong uống rượu rồi. Rượu mật ong á, nó nóng dữ thần này, nó ngon mà nó nóng quá nóng à. Có thằng thuốc bắc không? Không, mật ong không, mật ong chi với dầu cốt á. Sao nóng? Ờ dầu cốt nóng quá. 20.000 lít với ngâm cái sáp mà mật á. Sáp ta. À sụt lít. Cái thứ mà người ta dắt ra đó còn cái sáp á. Ừ. Để vô ngâm luôn. Trời nó ngon. Ừ, quý có mùi. À nó miếng quyết rồi. Nóng quyết mùi. Để lâu á, nào nó thấy hùng nát. Thực sự ngon. Bung miếng quyết lên. Anh hay ăn vịt này xong mà ăn vịt kia không có lần. Không, vịt này ngon thiệt. Ngạc nó nhỏ. Chắc nhỏ nó mới ngon á. Dài. Thật là con vịt Bắc Kinh cũng vậy nữa. Ba la nhá. Con vịt Bắc Kinh không? Ngon hơn con vịt này. Vịt đen ha. Vịt đẻ lần thứ 6 là tháng còn nhỏ xíu. Còn nhỏ như vịt này nè. Nhỏ hơn nữa. Mà con cổ nó cục. Ừ. Nuôi tới 6 tháng nó đẻ lần. Còn vịt này nuôi có 3 tháng mấy đẻ hả ngoài. 3 tháng giữ 4 tháng đẻ. Có 3 tháng cũng trở lên nó xuống ba mấy rồi nó đẻ xuống nhỏ từ từ nó mới bự vô chứ sao nó nhỏ kìa. Ừ. Đây đây, 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 đây nữa thả miếng bí anh bí ngọt lắm tú đại hả. Cửa nó dài cũng không có nổi. Bí này bí này bí này bí biết làm sao mà nó ngọt vậy không? Cũng non. Bí non. Mà cái nhà cái gừng cổ dịch luôn nha. Mà không biết ba cái cục ông cục chè tao không chẳng dám nhận vợ tao lên cảnh tiếp. Lấy gì vậy? Lấy gì á? Trời ơi, mà bán mồm mồi. Chú gói. Bà đập đá nữa. Ừ. Nghe bao đập đá à? Bao đập đá. Cổ nó đã dài cũng dài. Ngon. Nó cứng như vậy rồi. Con không lại luôn hả? Thôi lại nó sẽ cứng. Ừ, nó sẽ cứng. Ngưỡng nhà em.
Dạ. Lái em lại đây, mình nói là nhà em vậy. Ừ, ở đâu? Có gì em đuổi nhà. Còn ai không? Ai đâu? Hôm nay bận đây mà đem ra nhà. Hôm nay con dịch lại đây rồi mà ngoái mình nói nhậu đây. Có bạn bè gì nữa không á? Không. Điện chơi. Hôm nay không sợ tính tiền ta. Tôi nói mày nãy đó. Sợ vợ tao chứ. Sợ vợ tao hả? Vợ tao hả? Vợ tao gặp ông rồi. Ông lại đây ông nhậu cũng sợ vợ tao. Đi gặp sợ không? Mùa lúa hôm ngoái hôm nay tôi gửi tiền. Sợ lại con bóng chịu đợi ba chục mấy cái đang kẹt gì vô kẹt cái gì ông quả ông lấy tiền nhà luôn chứ năm ngoái năm nay tao biết ăn đã thiệt chưa không nó ngọt cái dao gì nó cũng thơm đó nghe. Chị đi. Ủa? Không không. Da nó thơm mà nó béo. Cái tay nó mới đỡ không ơi. Đẹp mới được. Cạp mới được. Cái tay mới được. Nãy tính mua hàng vịt tơ kia thôi khỏi luôn, khỏi ăn luôn. Vịt con 3 ký mấy. Thôi, mấy vịt đó ăn ngon làm gì? Mở thôi. Mua vịt, ăn vịt đó mà mua con vịt đó mình dắt là về mình làm ăn chắc này mà bằng gọi quýt à. Luôn con dữ lắm luôn con. Mà nói nhưng mà với ông Hồng là đem hai con chiếc ba la này nó đem vịt đó lại là đổ vào nước luôn đó. Nghỉ luôn, đổ hai cái vào nước luôn. Ăn lâu á. Ừ. Cảm ơn. Ừ. Tính nuôi bò lại không? Không. Hôm nay nuôi chết 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 giả. Nó bò giờ nó kêu lái lại nó lại nó mua. Không, cái này có đi lại. Bây giờ cầm mất vàng ra. Nó có 170 mấy ngàn nguyện ký. Mình ở đó 200 không? Ừ. 200. Đợt em còn nuôi á. 200. 108. 120. 7, 120 đó. Không, không có em. Cái đợt em còn hình như 220 gì đó. Cái đợt của em nuôi là em giữ cái đại vô địch trong xóm luôn bộ. Tại mình bắt bò bự. Ừ. Trước cái lúc mà làm kênh á, nuôi bò đâu có quen đâu, trời đồ cỡ bằng cầm tay à, trời té lên té xuống anh xong em với xong với anh tú đi bắt thì đội đi cắt cỏ mà té lên té xuống có sao mà được rồi từ biết quen đúng là cái gì làm từ từ quen lúc tao mới bắt bò nó nuôi có đội được đâu em đội giác giác không à không hả đội bắt nhỏ nhỏ này nè thôi bự nó vậy mình nuôi chừng 2-3 tháng đầu lột da đầu chứ không quen ấy trời ơi em không wow xuống chóc miếng bành bành anh nhất là anh nhớ nhất là cái gì cỏ dâu á ừ cứng đội cái đầu á là gì á là nó in cái dấu cái cỏ dâu trên đầu rồi nè nó huyết xuống luôn á có thẹo không rồi cái từ từ cái nó hết ăn chứ không phải bị hoài để nó bị hoài nó lúng xuống cái biết nhiều luôn đội mà cả mà cắt bắp mùa mưa đó ha rồi mùa này nè đội trái và trở lại đội đấy là về là 2-3 bữa mà trời nắng ha bà nó xuống miếng mà hai con tay hôm nay nó chóc vào đầu á nuôi nhiều mà anh đâu có hả nhiêu chục con phải không chín con là một ngày đậu 18 đội thì ngày cá nhân bình quân ngày 10 đội đó lâu rồi sao đủ thì ngày một con đội được rồi con đội đúng rồi giờ hai con đội buổi sáng ừ chóc vào đầu mà chóc vào đầu chóc người ta nuôi người ta có trồng cỏ thì nó đỡ còn đường xa đường gần á đó... ừ. Đường xa đội khóc luôn á đi đội mà chiến mà đi xuống qua bờ bên sông rồi đội mấy đất mà thằng năm nó kêu mấy đất của 11 gì á mày sao hè đó phải không à, lúc bị kinh ngang quá biết rồi tôi có đi làm mà tôi mua nửa cái bắp xong tôi bỏ luôn đội mấy đất á đội có 6 đội bắp mà hơn một buổi đó
xà dữ lắm, nó xà tiền cặp nó lớn nhất mà nó dài thòn thấm thấm không á. Mua nửa ký bắt mấy ông rồi bỏ luôn, đợi được con đợi một cái da nữa rồi đi lên xe đi về luôn. Đất trời chạy vậy chạy nó dài mà nó khỏi biết mà... bao nhiêu công đất mà vườn nó mới tới. Mình đi đây ra tới ngoài già mà mới tới công đất. Ừ, giờ từ đó vô tới trong cái tầng nào mà đi vô đồng trong đồ hậu á, đồng ngọn ở đâu á. Giờ lại nó đội ra mày nó đó đội đậu ra mương mương kinh dưới đậu ra bên này đó, nó bằng nhau luôn á. Mương kinh với mương đó đi tắt qua bên kia chút xíu tới mương kinh ngọn mương kinh này. Thì bò nó đói thì không có mồi mà xoay bay bắt buộc nó thấy thôi. Là tôi đợi được đợi một con như thôi cho mấy ông nó dám trả tiền nha. Em thấy cái gì cực cực cũng qua anh chị ơi. Cỡ đâu cũng qua à. Vậy chứ nó cũng bữa nha. Ờ. Kẹt mồi thì mình phải chịu thôi. Không. Nói chung là mình thiếu cỏ gian này đi móc từ cầm từ cầm. Nhà nhậu ngon trời. Đổi bến đổi bến chứ đổi mồi nữa. Đổi mồi nuôi cái gì nó có cái khó chứ. Là tối chuột nấu cháo 8 con mà hai anh em ăn đâu có hết nổi. Mồi mập không? Quá vậy. Đừng có để ra cái ăn vô cái bí thịt gãy dịch ra. Này á, đi làm văn lại cái cạp nhau nó gãy cái văn ra. Trời này á. Ăn bụng cốt. Đưa cạp gãy cái văn luôn. Gãy nửa cái. Ừ. Việc bị tới xe hả? Rồi hình đi giờ anh Việt. Có dạ rồi nha. Chở anh Việt với anh Tẹo không? Nó chở anh Tẹo với anh Thiện. Ăn nó mà nó ngẹn nó nằm trên mình rồi. Té mình luôn. Cái túi này nè cả nhà. Mà anh Tèo á, anh té anh với anh ba Thiện anh nằm lên mình hai ông này rồi thằng thứ gì chịu nổi. Mà không cài chứ với đường nhựa á. Dập dập. Hai thằng nó không có chạy gì chứ. Anh mình đâu không mà. Những cái tâm niệm á. Hai thằng nó thằng không rồi nó dồn tới. Sao bổ gà phải không? Sao bổ gà nó dồn tới nè chứ. Trở lên một cái nghe cũng thằng nào thôi. Mà bây giờ đó chưa sao không? Chắc đó còn còn biết. Chắc đó mà có vụ rồi hay tê à. Ở đó chưa đó có mạo hiểm không? Có rồi hả? Có. Đó rồi công an sạc ngủ đó nha. Đi trên đình này nè. Vũ mới đi không tèo à, không vũ đi xuống miền điền nhậu. Khánh thằng là chạy dưới nó sập ổ gà cho chạy khỏi chỗ nhà cô bắt năm tăng lên nè là có ổ gà thà bá là chạy lọt đó. Ông vôi không cho gà gì. Vậy là bành đường ra tàu thì cả tàu đi xuống với giữa quân giữa rồi. Nó trên cái cống trên này chút xíu có ổ gà bành kia nó chắc ngang đó. Đi đình Hùng Sơn đúng không? Ừ, đi định thì đi đường lộ lớn á. Rồi cái chạy xuống dưới cái xe 16 chỗ nó dội đâu có thấy đường, tới chừng mà nó vừa qua mặt được là mình lọt xuống dưới cái đó đó. Giờ nó nặng cái phụt nhún xuống nhẹ nặng quá trời nặng nó dướng cái lóc lại. Dướng lóc bái lại đâu lên được. Lật ngang. Ừ, mà ông chùi tới đè. Rồi lật ngang nhẹ ngang đó thì nó ba hai thằng kia thì nó nằm chồng lên tôi nằm dưới. Nhỏ con đó mà bị hai ông bành đi đâu đè nó lên nó gãy cho hai cái răng. Trời ơi. Xe tự úp lại chứ. Mọi đúng không? Nhất bạn biết đau, em cũng đau cũng ngon. Em thấy vậy thôi. Dịch này lột xả, lột cho nó mau. Chứ đúng ra nhiều món ngon nữa, như nướng nè. Nướng mày chưa ăn đâu. Thôi, biết nhờ em. Nướng mà lượng dịch mà chấm mà được BD cũng ngon mà chấm cũng ngon nữa. Dễ dạ, dễ có BD ăn không trên. Chỉ có chủ dịch mới ăn được thôi. Hồi xưa là dịch BD là ông cha vợ cho em ăn hết. Nó ngon cái nhà nó mỡ con dịch mái mà nó mập nó đè cái bầu trứng nó rồi, nó đẻ không được rồi nó chuyển qua dịch chấm luôn. Bởi vì dịch nó ngon dữ lắm ngon. Chứ nó ngon nhất là cái ni bụng á anh chị. Mỡ đâu cái bụng á. Nấu là có đó. Vô. Nào đi, bên đây còn đi, cái đùi đi mà. Cho cục đá ra. Còn nhiều bà. Sao bà gì không? À, để tôi ăn cái gì tôi gấp qua, tôi không phải ăn thịt qua, tôi cạp xương xương dễ ăn qua. Cái đầu nè, cái lử nè không? Được. Thì trời. Thiệt, cái này là ngon á. Dịch lưỡi ngon lắm trời. Để tôi kiếm cái ni. Đó. Ni nè. Ừ. Trời, cái hướng gì cho nổi. Cắn mỡ hai bên chào ra. Mà cái nhà cái đi bụng nghiêng. Mà cái này nó khô rồi. Khô rồi. Cái nhà mỡ nó béo. Vô cái đi ha, ăn nó quay trời. Ngon nhiều quá trời. Được hai ba lon đậu. Màu này đúng là đủ đế anh nhỉ.
đế mà mệt nó uống rượu nhiều mà mệt nóng chịu nổi mà vũ đế uống nó xét nước mà nó nóng kỳ lắm nha. Vũ gốc mình uống vừa vừa thôi, uống cho nó tốt dễ mang gì kiểu uống cho sỉnh rồi mà không nóng là được. Cái vụ thuốc mà uống để cho nó bổ làm cho tới tao uống chị bệnh, tao uống chị bệnh này uống cho mang bệnh uống nhiều quá mang bệnh luôn. Em có thể cái bình vụ đó ha, 40 lít mật ong mà em dắt ra có được nhiêu sáp đó, cái sáp mà dắt ra rồi á mà ngâm vô là có 10 lít vụ à, mà nó ra ha là mấy cái bụi ha nó đóng ở chính giữa là nó không có chìm xuống được luôn á, nó đặc luôn á, nằm im ru luôn đó, nó mới ngọt, mới ngọt dữ, cái thằng ngọt dữ lắm, nó ngọt như mạch kêu luôn đó ơi. Bởi vậy là mới mua rượu ngoài hoa vô đó chứ uống dữ mới ngon, ở trên mình uống mà chưa đó, nó đâu mà nó lắng dữ quậy lên thôi, nó lắng dữ rồi đó. Chạy qua bên này là thằng đó, bao đập đá, bao đập đá, bao đập nước đá. Nói thì đi bắt chuột thì nghe ba cái lô tô có lên miếng đất trên hả? Cái này không à, dưới đất cũng đất trên có mà đất trên sẽ tút cỏ không biết còn tút lại là nhậu nè, xiết xiết đi rồi mà nó chưa có gì, nó mới có lên xe à. Lại không có đầu tiền đâu vậy, cho biết đường đang biết đường đi về canh giờ cũng ngại chứ bộ, cái gì cũng ngại chứ. Thôi bỏ qua đi, không bỏ qua chuyện chuyện của ông thì ông sắp xếp của ông thôi, mình vô đi, không tiêu cái ấy chưa không được à, mình hút hết rồi. Không nghe con vịt đây ăn là với cái mỏ đó cạp mà ngồi ngẫm nghĩ nó béo nè, cái lửng nó béo lắm trời. Với cái mỏ này nè tạo cạp khá đi trời. Khoan rồi nó ngon ghê trời, chưa ăn được cái miếng bụng này, làm đi bụng cái coi, nó bụng đi làm bụng nè, bụng mình chưa làm hả, làm đi bụng cái quẩn xịn đi rồi vô cái ha, ăn đi bụng nữa hả trời mày à. Nãy mới làm cái xương à, giúp anh này tiếp em kéo về cho dắt luôn ha, rồi vô vô ai chơi không, bây giờ trong đây em ở đây rồi, bây giờ rảnh rảnh với anh em mình hú hiến nhau. Ừ cái nào rảnh rảnh anh em không có ngồi á, anh em đâu có gì đâu, anh Tèo bây giờ đâu có nhậu đâu, anh như cũng nghỉ luôn hay vậy bệnh. Uống nhậu mà lâu lâu mới nhậu một lần. Ừ, máu à. Mà ổng không uống rượu nè, ổng uống bia ăn lon một rồi đó. Một lon một. Ừ. Ổng giờ lên chấm vô như ba mày. Bây giờ ổng như ông Mười Cường á. Chứ ông ba mày á là ba ông giáp danh nó giống một con bệnh. Con bệnh uống bia. Ngượng lon hay lon hả? Ừ. Mình uống bia không à. Thôi bây giờ giá như là sức khỏe mình bây giờ mình cũng đừng nghỉ nữa quên. Mà ổng uống á. Không phải là uống chưa ly này đâu. Gió ra cái ly uống rượu á, sợ hết, uống hết lâu rồi sợ hết. Dạ, rồi cũng như ngồi à, ngồi tầm khách mà rồi nói chuyện luôn á. Không phải là uống đi nó sợ hết bia á, là uống lon hai lon nhưng mà sợ hết uống ly nhỏ vậy nè. Tại vì nói chuyện bệnh mà tao thấy ngồi cầm khách đâu chứ. Nhầm khi ngồi như vậy anh em nói nhau nói chuyện vui vẻ rồi cái bắt đầu không, buồn. Nhậu vậy, nhậu ngồi nhậu vậy nhớ nữa. Ngồi làm vui thiệt à. Ông chính rồi đó có vui với ông làm. Vui. Ông và anh em con cháu xuống lại nhậu với ông không ngồi với ông. Nói chuyện với người ta. Ông cười cũng đã lắm nha. Ừ. Cười giòn thú à. Đi đi. Ủa sao mau dí? Giáp hai lon đó hả? Lon là lon thứ ba đó hả? Bị phải nhảy chứ. Mưa mà. Em trong ngoài trong đây gì nhưng mà ít người thiệt nhưng mà cảm thấy vui. Đông người em rất cho đông người. Có
tôi về nhà tôi ngoái tôi hồn hào không mà kìa, không có được không ơi. Hình như anh em mình sống nhau rồi. Lâu lâu thì mình không lẽ không về thăm ông bả chứ đi về ngoái hồi chút xíu kiếm tiền cho anh. Nghe hồn hào này phải không? Hồi cần phải quanh nhiều về thăm về chơi rồi chiều chiều rồi về thì ở lâu ha, dù mà ngày về ngồi là cái chân mình đi mà chứ em là ở nhà ít hơn ở ngoài đường. Ừ vậy tôi cũng vậy, không có công chuyện là mất đi làm mà đi ngồi vòng mình vô cái này cái mình chào cả nhà ha anh. Ừ. Em lâu ngày mình tâm sự lúa thì lúa đi làm sao hoài cả nhà, anh Việt thì anh cũng đồng bái đụng đẩy chứ lắm nhiều à, anh em lâu lâu gặp nhau rồi bữa nay mình quyết định trời mưa hẹn gặp nhau luôn. À, bây giờ thì tạm thời chia tay cả nhà, chúc cả nhà có buổi chiều vui vẻ. Bye bye cả nhà nghe. Bye bye. Bye bye cả nhà.